Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Tech Daily ngày 12 tháng 4. Apple bị kiện bởi nhiều bên, Windows Vista bị khai tử và sự xuất hiện của Samsung Galaxy S8 phiên bản đặc biệt có giá 60 triệu đồng sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Apple bị kiện vì cố tình cắt giảm hiệu năng của iPhone 7. Như chúng ta đã biết thì cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia đang thực hiện những thủ tục pháp lý để đưa Apple ra tòa. Cơ quan này cáo buộc Apple vi phạm pháp luật vì không cho phép khách hàng sửa máy ở bên thứ ba mà bắt buộc phải sử dụng dịch vụ bảo hành của hãng. Mới đây công ty Mỹ tiếp tục phải đối mặt với một vụ kiện nữa và lần này liên quan trực tiếp đến sản phẩm iPhone 7. Sản phẩm iPhone 7 và 7 Plus mà Apple giới thiệu vào mùa thu năm ngoái có hai phiên bản sử dụng hai chip modem khác nhau đến từ Qualcomm và Intel. Những chỉ số thống kê và trải nghiệm thực tế của người dùng cho thấy là cả hai loại chip này không mang đến hiệu năng như nhau. Chip modem của Qualcomm cung cấp tốc độ LTE nhanh hơn tới 30% so với hiệu năng của chip Intel trong điều kiện lý tưởng. Và trong điều kiện sóng yếu thì sự chênh lệch lên tới là 75%. Apple đã ra một động thái trấn ngay những người dùng iPhone chạy chip modem Intel, nhưng rất tiếc đó lại là một hành động có phần khá tệ. Đó là việc giảm hiệu năng của chip Qualcomm xuống cho ngang ngửa với chip Intel. Điều đó khiến cho chip Qualcomm không thể phát huy được sức mạnh vốn có, khiến cho quyền lợi của nhà sản xuất chip di động lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng đáng kể. Theo Qualcomm thì Apple đã phủ nhận những giá trị công nghệ mà Qualcomm đã mang lại cho công nghệ mạng di động trên toàn thế giới, cổ suý những thông tin sai lệch, ủng hộ các cuộc chiến chống lại hãng tại nhiều quốc gia. Trong khi đó thì Apple lại không có bất kỳ một đóng góp lớn lao nào trong công cuộc phát triển viễn thông di động. Mặc dù là công ty sản xuất thiết bị di động hàng đầu hiện nay, nhưng Apple phải nhờ rất nhiều đến những công nghệ do chính Qualcomm nghiên cứu và phát triển. Qua đó thì quan điểm của Qualcomm là Apple đã không chơi đẹp và sòng phẳng với họ. Mối quan hệ của Qualcomm và Apple đang dần trở nên xấu đi và 2 tháng trước thì Apple đã kiện Qualcomm 1 tỷ đô la Mỹ vì cho rằng nhiều nhà sản xuất khác đang bị Qualcomm thu phí bản quyền bất hợp lý. Vĩnh biệt Windows Vista. Sau một thập kỷ tồn tại và hoạt động thì cuối cùng Windows Vista cũng được Microsoft đưa vào chỉ bản. Chính xác là vào ngày hôm qua 11 tháng 4, hãng phần mềm khổng lồ đã ngừng hỗ trợ hệ điều hành 10 năm tuổi này. Microsoft đã hỗ trợ Windows Vista hoạt động trong suốt 10 năm qua, công ty thông báo với công chúng. Nhưng thời khắc chia tay đã tới, cùng với nhiều đối tác phần cứng và phần mềm khác, để đầu tư nguồn lực vào những công nghệ hiện đại hơn để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những trải nghiệm mới mẻ hơn. Chúng ta không hề bất ngờ về cái tin Windows Vista bị khai tử. Từ những ngày đầu thì Vista đã không giành được chút thiện cảm nào từ người sử dụng. Nó không thể thay thế được người tiền nhiệm quá tài năng, đến mức bây giờ vẫn còn được sử dụng nhiều, đó là Windows XP. Nhưng mà XP thì vẫn được sử dụng trong 80% thị phần máy tính để bàn, dù nó đã chính thức được cho về vườn hồi cuối năm 2014. Trong khi đó chỉ vỏn vẹn là 0,78% máy tính để bàn sử dụng Vista mà thôi. Có lẽ cũng là nằm một phần ở lời nguyền Windows nổi tiếng rằng cứ một Win xịn rồi sẽ có một Win đểu, lặp đi lặp lại mãi vẫn chưa thấy điểm dừng. Còn nhớ vào thời điểm Vista ra mắt, khi mà Microsoft thông báo rằng phần cứng của mình đều được cài sẵn Windows Vista, các hãng nổi tiếng như là Dell, HP và Lenovo đều tiến hành bán kèm đĩa cài Windows XP cho các sản phẩm máy tính của mình. Xuất hiện Galaxy S8 và S8 Plus giá 60 triệu. Truly Acquisite, một công ty chuyên chế tác vàng bạc đá quý của Anh, mới đây đã ra mắt một phiên bản Samsung Galaxy S8 và S8 Plus siêu sang với phần khung máy được chế tác từ những vật liệu quý như vàng và bạch kim. Chiếc máy này chắc chắn sẽ nhắm đến đối tượng khách hàng giàu có, vốn chưa hài lòng với 5 màu sắc mà nhà sản xuất cung cấp sẵn trên thiết bị. Truly Acquisite cung cấp cho người dùng hai lựa chọn màu cho mặt lưng là màu đen và màu xám. Mỗi phiên bản lại có 3 chất liệu hình thành lên phần viền là vàng 24K, vàng hồng 18K và Platinum. Tổng thể với chiếc Galaxy S8 và S8 Plus, người dùng có đến 12 lựa chọn sang chảnh về màu sắc và màn hình. Ngoài phần khung viền thì tất cả các phím nguồn tăng giảm âm lượng hay SIM đều được đổ lại, sử dụng chất liệu là vàng và Platinum. Theo đó thì phiên bản Galaxy S8 Plus Platinum sẽ có mức giá đắt nhất với giá là 3.040 USD, tương đương là 67 triệu đồng. Tiếp theo là Galaxy S8 Plus vàng hồng 18K, 2.977 USD, tương đương là 66 triệu đồng. Và phiên bản rẻ nhất trong bộ sưu tập này là chiếc Galaxy S8 với phần viền vàng 24K, có giá là 1.791 USD, tương đương là 61 triệu đồng. Tất cả những chiếc Galaxy S8 mà công ty nói trên sử dụng đều là phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ RAM là 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Khi mua bất kỳ phiên bản nào, khách hàng sẽ được tặng một quà tặng trị giá là 750 USD, bao gồm hộp bằng gỗ quý, sạc dự phòng, gear VR và sạc không dây v.v. Đó là tất cả các thông tin có trong bản tin Tech Daily ngày 12 tháng 4 hôm nay. Các bạn nghĩ gì về những thông tin này? Hãy để lại ý kiến bằng cách comment ở bên dưới và đừng quên hãy subscribe Techmart của chúng mình các bạn nhé.